tủ cho mình ăn guốc vậy? Không có, không có. Mình xin lỗi, tại mình mua quá nó bị lỡ chai đó. Mình mua quá nó bị lỡ chai đó. Bạn tủ ơi, bạn nhắm nó lại đi. Chi vậy? Bất ngờ, bất ngờ. Thôi đừng có xạo. Thiệt mà. Thôi đừng có xạo. Bạn dụ mình nhắm mắt lại để bạn lấy guốc bạn cán lại vô mặt mình đúng không? Bạn dụ mình nhắm mắt lại mà lấy cái bài ta nhưng mà quên đúng không? Không có đâu, nhắm mắt lại đi. Sụ với tí có một bất ngờ nè. Rồi quay ra sau lưng. Tác phẩm nghệ thuật Nguyễn Thị Sụ trên đường làng. Trời ơi, trời ơi, không được đâu, mình phải bôi đi để lát thầy vô thầy chửi cha mắng mẹ mình đó. Không được đâu, mình phải bôi đi chứ không thầy vô thầy chửi cha mắng mẹ mình đó. Bôi liền đi, bôi liền đi. Nhân dịp ngày hôm nay cô mới lên làm cô giáo, cô sẽ tặng cho các con một vật bí mật. Vật gì vậy? Sủ ơi! Ơi! Vào đây lấy quà ơi! Bí mật nè! Đây, đây là món quà bưng ra tặng cho bạn Tí đi nào! Cái gì vậy? Cái gì vậy? Giống như cô dâu về nhà chồng quá. Giống như cô dâu về nhà chồng quá. À, một đôi giày dành cho ta. Bưng đôi giày đó qua đây đi. Đây. À, một đôi giày dành cho ta. Đôi giày có đế dành cho chủ nhà. Một đôi giày không đế dành cho khách mời. Và khách mời sẽ dùng cái đôi giày không đế này đi trên cái gì? Đợi đó, các bạn xem rồi sẽ thấy. Bạn Tí thích không? Thích quá đi. Thích quá đi. Rồi bây giờ là khó khăn tiếp theo. 2, 3. Đôi giày thần kỳ này có thể dẫm lên bất cứ thứ gì trên cuộc đời này mà không sợ rách, không sợ đau. Tí hãy thử đi nào. Mời bạn thử. Mời bạn thử. Đào á. Đào á. Trong cuộc sống này thầy có dạy. Trong cuộc sống này thầy có dạy. Vui buồn. Vui buồn. Mình ta hưởng. Mình ta hưởng. Đau khổ. Đau khổ. Mình ta cam. Mình ta cam. Không cần. Hãy hãy rờ đầu ta đi. Hãy rờ đầu ta đi. Giữ ta đi. Giữ ta đi. Co chân kia lên. Co chân kia lên. Hay quá. Sao không đau gì hết trơn hả? Nảy đi. Sao không đau gì hết trơn? Nảy, ừ, nảy đi. Rồi. Rồi té. Thầy có dạy. Thầy có dạy. Khi chúng ta tập trung. Khi chúng ta tập trung. Đau đớn sẽ xua tan. Đau đớn sẽ xua tan. Muộn phiền sẽ tan biến. Muộn phiền sẽ tan biến. Hơi đau. Hơi đau. Thôi đủ rồi. Các con đã đói bụng chưa nào? Đói lắm rồi. Đói lắm rồi. Được rồi, cô đã chuẩn bị một món ăn mà các con yêu thích nào. Các con hãy nhắm mắt lại, cô sẽ bưng đồ ăn ra nha.
Con có được ăn đâu mà con nhắm mắt lại, mở mắt ra. Rồi, chui xuống bếp, bưng đồ ăn ra, mỗi đứa một tô. Rồi, đi ra, bưng cho bạn Tí ăn nào. Tí ơi, thích món này không? Thích lắm. Thích lắm. Tí ăn đi. Ăn hả? Khoan hả? Cô làm em hết hồn. Cô làm em hết hồn. Không được ăn bằng tay nha. Vô lấy đũa cho bạn ăn nào. Để cái tô ở đây đi trời ơi. Cái tô đây. Để cái tô cho người ta. Lanh quá à. Nè. Đây đũa của bạn đây. Rồi cầm ra. Hey. 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 Giật luôn. Hey. Hay quá. Giơ lên. Hai. Ngon quá. Ngon quá. Bây giờ mình sẽ vừa ăn vừa hát. Hay quá. Sẽ vừa ăn vừa hát. Ở bên kia bầu trời. Ở bên kia bầu trời. Ăn hết luôn. Hay quá. Tính hay quá. Ăn hết đi nào. Đúng rồi. Hồn vô một cái luôn. Hết rồi. Hết rồi. Thôi rồi, ta đã tha nhau. Thôi rồi, ta đã tha nhau. À. Ăn xong rồi có mệt mỏi ẻ ải gì không? Mệt lắm. Mệt lắm. Có buồn ngủ không? Buồn ngủ lắm. Buồn ngủ lắm. Không được. Nếu mà ngủ thì thầy đồ sẽ la mình. Chính vì vậy bây giờ mẹo có một trò chống buồn ngủ. Nào, chúng ta hãy cùng vô ghế và bắt đầu trò này nha. Rồi, bây giờ mẹo đã chuẩn bị hai sợi dây thần rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cột lại. Khi mà chúng ta buồn ngủ, ta sẽ giật cái chúng ta hết hồn, ta hết buồn ngủ. Tí thấy hay không nào? Hay quá đi. Hay quá đi. Số. Dạ. Lấy dây cột cho bạn Tí nào. Rồi bây giờ chúng ta hãy học bài đi nào. Thôi viết bài. Thôi viết bài. Mẹo ơi, bắt tay. Mẹo ơi. Bắt tay. Nắm tay nào, nắm tay nào. Lẹ đi, nắm tay mình nào. Mình nào, trời ơi. Hai, thôi được rồi. Thôi được rồi. Ở trong cuộc sống này. Ở trong cuộc sống này chúng ta phải học hỏi nhiều điều. À Sửu à. Bỏ qua. Sửu. Sửu. Ra đây nói chuyện với ta. Sửu. Ra đây nói chuyện với ta. Sửu. Tí hơi miệng quá à. Hết tính ra nói chuyện. Thế là ai? Tí hơi miệng quá thích đứng xa nói chuyện. Ta đã lại kế bên nè. Ta đã lại kế bên nè. Thiếu nữa ơi, thiếu nữa ơi. Ước gì có ai kéo ta vô dắt. Ước gì có ai kéo ta vô dắt. Rồi, ta chơi trò nhảy dây. Dây ơi, ước gì thả ra chút nữa. Dây ơi, ước gì thả ra chút nữa. Thả đi. Thả đi. Thả đi. Thả đi. Dây thả rồi, ta sẽ chơi trò. Ta sẽ nhảy dây. Nhảy dây. Đó, ta sẽ múa. Trần trần trần. Ước gì dây ngắn lại thật nhanh. Ước gì dây ngắn lại thật nhanh. Kéo ta đi. Kéo ta đi.
mình đúng. Cũng muốn nhảy dây nữa. Hay quá. Trời ơi dễ thương. Rồi mình muốn nhảy dây nữa. Dây ơi nhắn lại đi dây ơi. Dây ơi nhắn lại đi dây ơi. Mạnh lên. Mạnh lên. Mạnh lên nữa. Mạnh lên nữa. Rồi dính dắt rồi. Tí vô chưa? Thôi đủ rồi. Thôi đủ rồi. Nhưng mà tí hư lắm. Sao tí hư chỗ nào? Tí xè tay ra đánh một cây. Tí xè tay ra đánh một cây. Đánh một đánh. Lẹ tí ơi. Lẹ tí. Trời thôi bây giờ giỡn vui rồi, bây giờ mình sắp tạm xa mái trường này rồi, mình phải vào lớp 1 rồi, có kỷ niệm gì để dành cho nhau đúng không mấy bạn ơi? Vậy mình viết lưu bút đi. Vậy mình viết lưu bút đi. Thôi bây giờ ai mà viết lưu bút nữa, sến lắm đúng không Sủ? Ừ đúng rồi. Đúng rồi. Mình phải tìm cái gì mà nó hiện đại hơn đi. À Sủ biết rồi, có một thứ không bao giờ phai mờ, đó chính là dấu răng. À Sủ biết rồi, có một thứ không bao giờ phai mờ, đó chính là dấu răng. Đúng rồi. Dấu răng. Dấu răng gắn lên người. Gắn lên người. Ừ. Rồi cắn chỗ nào? Rồi cắn chỗ nào? Chỗ nào dư ra thì cắn. Chỗ nào dư ra thì cắn. Tí ơi, tí còn thẻ quyền lực đó, tí có xài không? Phan. Phan ai? Chiếc thẻ quyền lực đã xuất hiện. Bây giờ chúng ta đổi vị trí cho nhau. 2, 3. Cái gì vậy? Thôi bây giờ mình hãy lưu lại những kỷ niệm trên da thịt của mình đi nha. Thủ ơi. Thủ ơi. Thủ hãy để lại dấu găng trên người của Tí nha. Thủ hãy để lại dấu găng trên người của Tí. Thôi lẹ đi bà. Mà trước hết á, Tí đứng cái thế nào lạ lạ đi rồi Sủ mới cắn. Tí đứng cái thế nào lạ lạ đi Sủ mới táp. Chà. Không cần đụng vô vách tường luôn nè trời. Nè trời. Trời ơi. Trời trời. Hại người ta chi rồi người ta hại lại vậy. Rồi Tí đứng im đi để Sủ cắn nè. Tí đứng yên đi để Sủ cắn nè. Một hàm răng đã dính trên má rồi. Đây để mình làm cho wow. Đây nguyên hàm răng. Trời ơi. Ủa bé tập vẽ hả mấy ba? Cái gì vậy? Cắn lưu bút kỷ niệm mà sao mà cắn kỳ vậy? Mẹ ơi, Sụ không muốn cắn chỗ này nữa, Sụ muốn cắn chân cơ. Rồi vậy cắn đi. Thôi. Cắn trên cổ đi. Cắn trên cổ đi. Cắn mạnh vô giữ lâu nha. Tí ơi, nhưng mà tí vừa cõng Sủ được không? Vừa cõng vừa cắn hả? À. Sao cực quá. Okay. Ô, một vết đỏ lè. Wow. Không có được vẽ cái cây vẽ hoài. Tên mèo ơi. Ai mà nó bẻ luôn rồi nè, vừa lòng chưa? Mèo ơi. Hãy cắn vào cổ đi. Tí đang cõng Sủ nè, hai chân không có chạm đất. Đang khiêu vũ nó nè. Nó hại người ta mà đâu bị y chang. Nhưng mà bên đây khỏe lắm cơ. Ra đi, trời. Trời trời. Biểu diễn này không? Ôi ơi. Rồi, có dấu rồi. Thôi bây giờ chúng ta đã có nhiều kỷ niệm cho nhau rồi đúng không? Dạ. Rồi sau này chúng ta lên lớp 1 chúng ta mãi mãi là bạn tốt của nhau nha. Nhưng mà nói chung ngày hôm nay rất là vui. Thầy không biết có đến hay không mà bạn mẹo tự nhiên làm thầy làm cô rồi hành mình nãy giờ. Tại sao là như vậy? Tại sao mình chấp nhận vậy được? Đúng rồi. Mình phải vùng lên chứ. Đúng vậy. Quýnh như thấy bà đi. Ai ai thầy ai nào.